Ngay sau khi ghi nhận ca dương tính với COVID-19 tại thị xã Vĩnh Châu, hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã quyết định thực hiện giãn cách toàn xã hội thị xã Vĩnh Châu theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, riêng đối với hai khu vực dân cư tại xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Phước phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16. Tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu thị xã Vĩnh Châu chủ động các phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân, đảm bảo an sinh xã hội tại hai khu vực dân cư cách ly theo chỉ thị 16. Các cơ quan đơn vị liên quan thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại những nơi cần thiết. Trước đó, Bộ Y tế công bố 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là bệnh nhân 25.505 và bệnh nhân 25.507. Đây là 2 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động khai báo y tế và đang trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà. Hiện Sóc Trăng đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.